chịu nhiều bề thảm thiết, ruột héo khô dạ rét căm căm, giải dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trong sương. Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả quen thuộc của chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang phần 2. Và ngày hôm nay Quỳnh Lập đang có mặt tại một không gian rất là quen thuộc và ma mị. Một trong những lý do mà chỗ này nó có gió thổi, rồi đèn cứ chớp tắt như vậy, một trong những nơi có nhiều linh khí, không nơi nào xa lạ, đó chính là Trạm Xá. Và bây giờ Quỳnh Lập xin kể về một câu chuyện tâm linh liên quan đến Trạm Xá ma. Hôm nay là ngày đầu tiên Minh được làm việc tại trạm xá quê nhà của mình. Căn trạm xá cũ kỹ và âm u, không được trùng tu do thôn xóm còn rất là nghèo, nên cơ sở vật chất ở đây không được phát triển cho lắm. Và cũng vì vậy, người dân mà có bệnh hoạn gì cũng đều tự chữa trị ở nhà. Ít ai ra vào chỗ này, nên xét về khía cạnh tâm linh, nơi đây bị thiếu dương khí lưu thông của người sống. Ba của Minh mất sớm, nên Minh có một ước mơ là được làm việc tại thành phố để có nguồn thu nhập ổn định hơn, lo cho mẹ ở quê nhà. Nhưng cuối cùng lại bị điều về đây, một nơi thiếu thốn nên bản thân cậu khá là bất mãn. Cùng lúc đó, có một bạn nữ từ nơi khác cũng được điều đến làm chung với Minh, tên là Phương. Thấy thái độ buồn bã của Minh, nên Phương chủ động bắt chuyện và động viên. Trời ơi, có gì đâu buồn. Minh về đây á là Minh về chính quê hương của mình, được phục vụ cho bà con của mình thì Minh phải nên vui mới đúng chứ. Trời ơi, người buồn đấy là Phương nè, tại vì Phương đâu phải là người ở đây đâu. Nhưng mà như vậy mà Phương vẫn suy nghĩ rất là tích cực, phải cố gắng làm việc. Mình tới đây là một cái duyên, hiểu không? Giống như Minh với Phương vậy nè, gặp nhau vậy là có một cái duyên đó. Cảm ơn Phương. Vậy từ giờ trở đi hai đứa mình cùng nhau cố gắng ha. Ừ. Nếu mà nơi này chưa tốt thì tụi mình làm cho nó tốt hơn, được không? Nhờ năng lượng tích cực của Phương nên Minh cũng sớm lấy lại được tinh thần. Cả hai cùng nhau dọn dẹp vệ sinh cái khu trạm xá này cho thật sạch sẽ. Cả ngày hôm đó cũng có một vài người đến thăm khám sức khỏe, đa phần là người già hoặc là trẻ em chạy nhảy rồi bị té. Trong số đó có một người đàn bà rất là lạ, mặt mũi thì chét lọ nồi tùm lum tùm la, không biết là có bị bệnh gì hay không, nhưng mà vô khám thì đúng rồi. Bà hỏi có thuốc nào trị bệnh khùng không, cái bà cười ha há lên, cái bà bỏ đi. Hai đứa mới thắc mắc không hiểu lý do tại sao mà không biết bà này bị cái gì. Đi dò hỏi xung quanh, bà con hàng xóm láng giềng mới kể về bà này. Khi chồng bà chết, bà ấy đau buồn quá độ nên ảnh hưởng đến tâm lý, cứ lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh á thì vẫn sinh hoạt như là người bình thường, nhưng mà những lúc bất thường á thì cứ như tưng tưng tưởng tưởng, không kiểm soát được cái hành vi và hành động của mình. Thế vậy nên thôi, mình cũng không truy cứu trách nhiệm làm gì nữa, cho qua cái chuyện này. Chiều tối đến, mẹ của mình mang đồ ăn tới, bà vượt đường xá xa xôi đến chăm con mình. Phương rất là ganh tị với mình vì có được người mẹ chăm sóc chu đáo như vậy. Ôi, sướng chưa? Sướng nhất ông rồi đó nha. Mai mốt mới đừng có đem đồ ăn tới nữa, đường xá đi khó khăn, nguy hiểm lắm. Cái thằng này, mày nghĩ sao vậy? Đường xá ở đây á, má đi quen rồi. Ngày xưa á, má với ba bay á, là lên đây làm từ thiện với bà con đây nè. Đi riết đều quen hả con? Ủa rồi à, chiều tối nay mấy giờ về? Chứ con ở lại trực đêm á má. Trực đêm hả? Ừ. Trời đất ơi, đừng ngủ ghê sao con? Hả? Thì mai ngủ bù. Ngủ bù hay ai mừng? Ngày mai là con thay ca của Minh, rồi Minh về Minh được ngủ. À là mời. Dạ, thấy là mọi người vui vẻ tiếp tục bữa cơm. Minh đang ăn như vậy thì thấy ai lấp ló ngoài cửa. Thì vẫn là người đàn bà bất thường đó.
Ba nói là có quà tặng cho Minh. Cho nè. Cho lấy đi. Cái Minh mới thấy bà này có vấn đề, giống như là đang đói hay sao á, xin ăn nên Minh cho bà này đồ ăn. Đêm xuống, mẹ của Minh về và Phương cũng về vì hết ca. Chỉ còn một mình Minh ở lại. Minh đốt nhang mũi để xua đuổi hết côn trùng, là bởi vì xung quanh đây toàn là cây cối rất là rậm rạp nên có rất là nhiều loại côn trùng. Phía sau cái trạm xá này là một bãi đất trống, cũng toàn là cây cỏ tùm nên côn trùng nhiều vô số kể. Cũng ngáp dài ngáp ngắn tới tận 2 giờ khuya. Có ai đó đang gõ cửa, mà ở ngoài kia thì cứ tối tăm trời đất, không nhìn rõ gì. Chỉ mờ mờ bóng dáng của một người nào đó ốm o, lum khum đội nón lá. Tôi lạnh quá cậu ơi. Tôi lạnh quá cậu ơi. Tôi lạnh quá. Từ từ bước vào, dạ, Minh thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên, đội có nón lá rách bươm và mặc bộ đồ cũng rách rưới không kém. Dạ. Người cứ run rẩy khóc u ớ. Chú vô đây. Tôi lạnh. Dạ dạ. Chú ơi, chú thấy trong người không khỏe chỗ nào? Chú nói con khám cho chú nha. Tôi lạnh quá cậu ơi. Chú lạnh hả? Dạ. Lạnh quá. Đây, rồi. Lạnh quá. Dạ, à, dạ thôi chú ngồi đây xíu nha. Con lấy nước cho chú. Lạnh quá cậu. Chú uống miếng nước đi chú. Vừa mới rót xong ly nước, quay trở lại, Minh không còn thấy người đàn ông này đâu nữa. Cái mền vẫn nằm ở trên giường. Hoang mang đi tìm người chú này nhưng chẳng thấy đâu. Và trực đến hết đêm, không thấy người đàn ông này quay lại. Minh giật giờ cho tới rạng sáng, rồi về nhà ngủ. Từ sáng đến trưa là tới ca trực của Phương. Tầm 12 giờ trưa, Minh không đi làm một mình mà đi cùng với mẹ. Minh đưa mẹ đến trạm xá để băng bó lại vết thương vì mẹ đã bị ngã vào cái nồi nước sôi. Lý do là cô đang nấu nước lèo chuẩn bị bán đồ ăn thì vô tình trượt chân té và khiến cái nồi nước lèo đổ vào chân của mình, khiến cô bị bỏng nặng. Minh và Phương ra sức băng bó trong sự đau đớn của mẹ mình và Minh cũng không thể nào kìm được nước mắt. Chiều hôm đó, Minh cứ ngồi khóc như một đứa con nít vì mẹ. Phương phải an ủi thêm một lần nữa, cậu mới thôi thúc thích. Lúc này, người đàn bà bất thường lại xuất hiện. Khám cho tôi với. Cô bị sao? Đau đầu. Đau lắm, chịu không nổi. Con biết rồi, đợi con xíu con lấy thuốc cho. Khoan đã. Đừng có làm ở đây. Ma không à. Nói xong, người đàn bà này bỏ đi một mạch mà không lấy thuốc nhức đầu luôn. Minh và Phương nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lắc đầu. Tối nay đến lượt Phương trực. Trước khi về, Minh có dặn Phương nhớ để ý của một ông chú, là bởi vì đêm qua ông ghé rồi ông đi, rồi mất tiêu. Dặn dò xong, Minh vội vã đi về chăm lo cho mẹ. Đêm nay, tuy không phải là ca trực của mình, nhưng Minh cũng không thể nào ngủ được vì phải thức chăm cho mẹ. Vết bỏng cứ đau nhức khiến cô không thể nào ngủ được. Đến sáng thì phải đi làm. Tuy mệt mỏi nhưng Minh vẫn cố gắng đến trạm xá đúng 8 giờ sáng. Vừa đến nơi, Minh thấy hoảng hồn khi thấy đồ đạc trong trạm xá cứ lung tung, nó tùm lum tùm la. Phương thì nằm ngủ ở dưới sàn nhà. Minh đánh thức Phương dậy. Chính Phương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong chính trạm xá của mình. Phương chỉ nhớ
Đêm qua khi mà nghe tiếng gõ cửa, bước ra ngoài để xem thì Phương cảm giác say sẩm, giống như là bị trúng thuốc mê vậy đó, và ngủ luôn tới giờ. Sợ lãng cướp nên cả hai kiểm tra hết tất cả những đồ quý giá trong trạm xá, may mắn là không mất gì cả. Sau khi dọn dẹp lại, cả hai nghi ngờ là do người đàn bà điên điên khùng khùng kia mấy ngày nay bày trò. Ngay lúc đó, bà ấy xuất hiện và rải giấy tiền mã xung quanh của trạm xá. Đây! 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 Con! Đây! Cô ơi con! Cô ơi bình tĩnh lại! Thôi mà! Ra ngoài đi! Cô ơi bình tĩnh lại đi! Ra ngoài! Thôi mà! Mất cả buổi trời, mình mới có thể lụm được hết giấy tiền vàng mã mà bà rải xung quanh để bỏ vào thùng rác. Chứ bây giờ mà nhìn cái trạm xá như vậy, tiền mã ở khắp nơi, ai mà dám vào khám. Đã đến giờ trực ca đêm, một mình Minh cứ giật giờ trong trạm xá, đang ngồi liêm diêm bên cửa sổ, bỗng có một bàn tay thò vào khiến Minh giật mình. Cho tôi xin tiền đi cậu á. Cho tôi xin tiền đi cậu ơi. Cậu ơi, cho tôi xin tiền đi cậu ơi. Minh nhận ra đây chính là ông chú hôm trước. Thấy chú xin tiền nên Minh cũng lấy ra 50 ngàn để gửi cho chú. Nhưng ông này không chịu lấy. Không phải tiền này, tiền đằng kia kìa. Cho tôi xin tiền. Người đàn ông này chỉ tay về phía thùng rác. Minh ngoái nhìn theo, thấy trong thùng rác là tiền vàng mã. Xoay lại thì không thấy chú đâu nữa. Cho tôi xin tiền đi cậu ơi. Cho tôi xin tiền đi cậu ơi. Cho tôi xin tiền đi cậu ơi. Nè, tôi không giỡn nha, tôi báo công an nữa. Cánh cửa mở tung ra, gió lùa mạnh từ ngoài vào khiến thùng rác đổ ra, tiền vàng mã bay tứ tung trong trạm xá. Mình chạy đến chặn cửa. Một phút sau, gió ngừng thổi, không còn hiện tượng lạ gì xảy ra nữa. Cảm giác nguy hiểm nên mình cầm cái chổi ngồi canh cho tới sáng mà không dám ngủ. Sáng ra Phương bước vào, giật mình khi thấy mình ngồi co ro ôm cái chổi. Mình kể chuyện đêm qua, nghi ngờ là đang có một nhóm đối tượng nào đó giở trò để cướp tài sản, nên khuyên Phương phải hết sức cẩn thận vào đêm nay. Cái bà cô điên điên khùng khùng đó lại xuất hiện. Bà cứ chỉ vào trong nhà, bàn tay của bà ấy không biết bị dính cái gì mà nó đen thui hết hai bên như thế này. Bà nhào tới chét cái thứ đen thui đó lên cửa sổ, lên cửa cái của trạm xá. Phương chạy ra ngăn cản thì bị bà ấy chét cái thứ đó lên luôn trên mặt. Chét xong rồi bà chạy mất. Kiểm tra lại thì đó cũng chỉ là lọ nồi thôi, chứ không có gì nguy hiểm cả. Phương cũng nhanh chóng lấy khăn lau hết lọ nồi đi, lau ở trên mặt của mình và lau hết tất cả những lọ nồi mà bà cô này đã chét xung quanh cái trạm xá. Thấy tình hình dân cư ở đây khá là phức tạp nên mình quyết định tối nay ở lại với Phương luôn. Chiều tranh thủ về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh táo, rồi tối quay trở lại trạm xá. Khi mình quay trở lại trạm xá với Phương, Phương cũng vừa lau xong những vết lọ nồi được chay chét tùm lum. Bây giờ là sập tối, Phương và Minh thay nhau ngồi canh kẻ gian. Thay vì ngồi chờ bệnh nhân tới thì bây giờ hai người phải canh những đối tượng khác. Trên tay của cả hai bây giờ cầm sẵn khúc củi, cầm cây chổi để có thể phản công bất cứ lúc nào. Trăng sáng tròn vành vạnh, hai người ngồi trong trạm xá. Phương khá là vô tư, còn Minh thì rất là căng thẳng, cứ nhìn mãi ra cửa. Ai vậy? Có một tiếng đập cửa rất mạnh. Minh nắm chặt cây chổi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ai vậy? Tôi hỏi là ai vậy? Minh từ từ bước ra cửa,
ló cái đầu ra ngoài nhìn, vẫn không thấy ai. Bỗng Minh nghe tiếng khóc, mà cái tiếng khóc này phát ra từ ở trong trại xá sau lưng mình. Và người khóc đó không ai xa lạ, đó chính là Phương. Ai đó? Phương ngồi co ro trên giường khóc hù hù như một con già. Lạnh quá, tôi lạnh quá cậu ơi. Phương, bị gì vậy Phương? Tôi đói quá. Nè, đêm hôm rồi nha, không có giận kiểu đó nữa nha. Tôi lạnh quá cậu ơi, tôi lạnh quá cậu. Lúc này mình mới lấy trái cây trên bàn cho Phương. Giật Minh xuống, bóp cổ Minh. Cho dù Minh dùng giãy nhưng mà không thể nào giật nổi Phương. Minh là đàn ông con trai nhưng mà không hiểu lý do tại sao không giật nổi Phương. Phương là con gái mà sức mạnh cứ như là của một người đàn ông rất là khỏe mạnh vậy. Trong cái giây phút căng thẳng đó, bà cô điên cùng với mẹ của mình xuất hiện. Cô ấy dùng cái cây roi dâu quất tới tấp vào người Phương. Đi, đi, mày đi đi, mày đi đi, mày đi đi. Phương đau quá nên nép vào góc. Sau đó Minh chạy đi lấy cái dây trói Phương lại. Lý do tại sao mà bà cô và mẹ có mặt ở đây? Bà cô này đã tới tận nhà của mẹ Minh và kêu mẹ Minh tới đây cho bằng được. Không biết vì lý do gì, nhưng vì thái độ của bà này rất là hoảng loạn nên mẹ của Minh phải tới đây cho bằng được. Con ơi, con Phương, con Phương nó bị ma nhập rồi. Mẹ mày bị té vô nồi nước sôi là tao rồi. Tại sao, tại sao mày xô mẹ tao? Xô cho nó chết, nó chết thì tao mới ai dạ. Nó phải chết, chết. Nhưng mà, nhưng mà tôi có thù oán gì đâu chứ hả? Mẹ tao đã làm gì thù oán với mày để mày phải tâm niệm như vậy? Chính là, chính là tao không còn. Nó hại tao, là nó hại tao, là nó hại tao. Câu chuyện quá khứ bắt đầu được kể lại từ đây. Khi còn trẻ, ba mẹ của Minh hay quyên góp tiền cho trạm xá này để mua hòm từ thiện cho bà con nghèo. Nếu như bà con nào mà có người mất, không có tiền mua hòm thì trạm xá này sẽ cung cấp. Bà con ai ai cũng biết danh và biết ơn cặp vợ chồng này. Hồn ma đang nhập vào Phương là một người đàn ông ở khu vực này trước đây. Ông thuộc hộ gia đình nghèo. Lý do ông không khá lên được là bởi vì cứ vướng vào rượu chè, đá gà, không lo làm ăn, nên ít ai làm từ thiện hỗ trợ cho ổng. Cho đến khi rượu hành ổng sắp chết, ổng mới thiết tha xin cái hòm để được chôn cất đàng hoàng. Nếu như không cho ổng hòm, ổng nói ổng sẽ chết và ám cái trạm xá này cho khỏi làm ăn. Người ở trạm xá lúc đó sợ quá nên cũng thu xếp cho ổng đăng ký đặt trước một cái hòm, khi ổng chết thì sẽ có hòm mà chôn. Cái ngày ổng hấp hối vì bệnh xơ gan đã đến, ông chỉ còn trăn trở cuối cùng là có nhận được hòm hay là không. Vợ của ông liền đến trạm xá làm thủ tục nhận hòm để chuẩn bị làm tang sự cho ông, nhưng cuối cùng lại không có hòm. Khi biết tin là không có hòm để chôn, ông oán hận, tức tưởi mà chết. Nhà nghèo đến nỗi không có một mảnh đất để chôn, xác cứ nằm ở trong nhà. Bà con người ta kiến nghị vì không thể nào để cái xác hôi thối nằm ở trong nhà như vậy hoài được, nên trưởng thôn quyết định từ thiện cho bà một cái phần đất trống ở phía sau trạm xá để chôn cất cho ông. Và cái mộ đất đó từ xưa đến giờ vẫn ở nguyên như vậy. Do cỏ mọc um tùm che mất đi cái phần mộ đó nên không ai để ý chăm nom. Cái chuyện mà ông không có hòm là do chạm xá,
liên quan gì tới người quyên góp như là ba mẹ tôi? Thật ra là tôi, là tôi đã gạt ổng. Là sao? Tôi là vợ của ổng. Trước khi chết tôi có tới đây lấy hòm, nhưng mà tôi có nói là tôi không có lấy hòm, tôi chỉ xin tiền về. Trời ơi chị ơi, tại sao vậy? Để tôi trả nợ cho ổng. Nhưng khi tôi về tới nhà, tôi gạt ổng là nói Mạnh Thường Quân không có cho ổng hòm. Khi chết, bởi vì bà suy nghĩ đem lòng quán có hòm hay không thì cũng đã chết rồi. Thật sự tôi cũng chôn ở dưới đất thôi, lo liệu cho người sống vẫn quan trọng hơn chứ. Nên bà mới quyết định như vậy. Sau đó bà về bà mới nói dối với chồng bà là người quyên góp không đồng ý cho hòm. Thế là ông hiểu lầm, ôm hận nhớ tên cái người đó, cái người mà quyên góp tiền mua hòm đó, và oán cho đến chết. Và thế là hồn ma của ông ám lấy cái trạm xá này không chịu siêu thoát, chờ ngày mẹ của Minh quay trở lại để trả thù. Từ khi ba của Minh mất, mẹ của Minh không còn ghé cái trạm xá này nữa, ở nhà lo bán đồ ăn để nuôi Minh khôn lớn. Và rồi trời xui đất khiến, Minh được phân công làm tại cái trạm xá này và dẫn đến việc như ngày hôm nay. Riêng bà cô kia là vợ của hồn ma, khi ông chết bà như bị ai ứng ai hành, cứ khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mê, giống như là bản thân bà phải trả nghiệp vậy đó. Cứ thấy hồn ma của người chồng khóc lóc ở khu trạm xá, không có người dương nào làm ăn được tại khu trạm xá này. Những lúc tỉnh bà còn kêu ông đi siêu thoát đi, đừng có ở lại trạm xá này ám người ta nữa, để người dương người ta làm ăn. Nhưng mà ông không chịu, cứ dứt khoát là ở lại đây chờ mẹ của thằng Minh quay trở lại để trả thù. Bà thì không dám khai sự thật, sợ ông lôi bà chết chung, nên bà đi tìm hiểu những cái cách tâm linh để chính bản thân bà trừ khử hồn ma của chồng bà luôn, để ông không còn đi hại người và hại đến cả bà. Nên bà mới biết cách dùng cây dâu để đánh vào ma, dùng cái lọ nồi để chét lên nhà cửa và chét lên mặt để trừ tà sát quỷ, để tránh bị ma nhập. Và hôm nay bà quyết định kêu mẹ của Minh đến đây là vì bà biết thế nào cũng sẽ chuyện lớn xảy ra, để người âm và người dương được gặp nhau nói rõ sự thật, giải quyết ân oán, để ông hiểu chuyện mà chịu đi siêu thoát. Tôi xin lỗi ông, tôi đã gạt ông. Ông hãy mau siêu thoát đi, ông đừng có làm như vậy, tôi khổ lắm ông ơi. Phương ơi, ngay lập tức Phương mềm nhũn người ra. Bà cô thì cứ nhìn ra cửa, bà nói bà thấy hai người một trắng một đen lôi ổng đi. Ổng thì cứ khóc lóc van xin nhưng không thể nào thay đổi được gì. Sáng hôm sau mọi thứ yên ổn hẳn ra, Minh và Phương cảm thấy trạm xá này không còn âm u như trước nữa. Vết bỏng ở chân của mẹ Minh cũng lành lặn được nhiều hơn. Riêng bà cô vẫn cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc khùng khùng, lúc điên điên, lúc thì như người bình thường, không ai kiểm soát được bà cả. Minh thử đưa bà vào chùa để bà bình tâm hơn. Khi vào đó, thật sự bà được an yên tỉnh táo hẳn ra, không còn lúc tỉnh lúc mê như ở ngoài đường. Và bà quyết định tu tại chùa để hóa giải nghiệp lực trước đây của mình. Bà khuyên Minh là hãy đeo cái chuỗi mà bà đã từng tặng cho cậu, để có thể tiếp thêm niềm tin và nhiệt huyết trong cuộc sống, trong công việc. Nghe lời của bà, từ khi Minh đeo cái dòng chuỗi này vào, phong thủy dường như thay đổi, trạm xá dần dần được người dân tin tưởng lui tới. Minh và Phương cũng có nhiều niềm tin và nhiệt huyết trong công việc hơn. Và bây giờ đối với Minh, làm ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được, miễn là làm công việc mình thích, có thể giúp được bà con chữa bệnh, là có thể giúp cho Minh cảm thấy thật sự hạnh phúc trên con đường mà mình đang đi. Và cũng đã hết một nén nhang. Hy vọng với câu chuyện ma chạm xá này sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ ít nhiều về sự cố gắng trong cuộc sống. Nếu như mà chúng ta sống lười biếng quá, chỉ biết dờ dã cho người khác, thì chắc chắn sẽ không có một cái hậu vận tốt đẹp. Chúng ta luôn phải có niềm tin và nhiệt huyết trong cuộc sống,
thì công việc nó mới hiệu quả hơn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi lắng nghe câu chuyện Ma Trạm Xá của Một Nén Nhang chuyện lập kể về ma phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại.